hôm nay chị Dân đang ở tại Kiên Giang, quê nhà của mẹ chị Dân. Đặc sản là đồ biển và là đồ biển. Hôm nay trong vai trò là một vlog, chị Dân còn kiêm luôn về tài xế trả tiền. Mọi người, chúng ta đã đến chợ Hà Tiên rồi và bây giờ tất cả chúng ta cùng vào trong để có thể lựa những món hải sản thật ngon và đem về chế biến cho buổi tối nay nhé. 95% là sai, sự anh đẹp trai là đúng chị. Còn phố đã lên đàn, lên đàn. Xuống phố thì phố để dây múa như thầm cây đầu. Nhiều ốc lạ luôn. Ví dụ như con này là ốc gì mà chị Dân? Ở đây tôi ăn nè. Chị Dân ở đây mà chị Dân không biết ốc này là ốc gì nghe mọi người. Nghe đồn là ốc mắt ngọc, mắt biếc gì đó. Ốc này là ốc voi mọi người. Đó. Long không ăn. Con này là con cò lông nha mọi người. Người thấy không? Thấy màu đỏ nha. Thường thì chúng ta ăn thì ở bên trong có màu trắng chứ không phải màu đỏ như vậy. Con này người ta kêu là con lụa Vũng Tàu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thêm một vòng chợ để kiếm xem có thêm món gì thì chúng ta sẽ vơ vét hết và đêm nay sẽ nấu một trận thật là lưng đỉnh cho mọi người. Đây có con vừa chống dịch cho mọi người, chống dịch nha. Chị Dân vừa mua được một ít sò lụa đỏ nè, 1kg 2kg ta, ốc chảy, nói chung là còn bao nhiêu ốc chảy này chị Dân sẽ mua hết luôn. Ốc mắt ngập, ốc chỉ định ngủ, mực trứng. Về tối nay làm món gì thì mời mọi người theo chân chị Dân nha. Bonus thêm vài món nữa là mình sẽ đi ăn chè nha mọi người. Ngon. Ủa bữa nay bán em về vậy? Còn mấy giờ cho tụi em ngồi dưới đất ăn ở đây cũng được nè. Em ngồi đây ăn. Ngồi dưới đất ở đây ăn cũng được. Rồi đi ăn sôi củ năng đi ha. Củ năng với lại hạt sen, với lại nước cốt đó chị ạ. Rồi, với lại cho em thêm này đi. Ba món. Và bây giờ chúng ta đến công đoạn rửa ốc và ngâm ốc và ớt. Như mọi người cũng thấy thì Dân đang dùng miếng cước chùi nào quầy đi kỹ từng con ốc một. Nếu mà chúng ta không chà kỹ ra, không vệ sinh nó thì khi mà chúng ta hấp thì nó sẽ có những cái mùi hôi từ rong và những cái tạp chất khác. Đây mọi người, ốc đem về là chúng ta phải ngâm vào một cái bể chứa đầy ớt cắt ra như vậy nha, để cho nó nhả cát ra mọi người. Vì Dân là người dân xứ biển cho nên là những quy trình này là chắc chắn là sẽ không thể nào bỏ qua được nha. Quên nữa, nãy giờ mua ốc này về mà quên review cho mọi người biết. Ốc mắt ngọc mắt biếc vậy đó, đúng rồi. Nhìn con ốc rất là lạ đúng không? Ở đây nó rất là cứng. Có lẽ đây là cái phần ăn không được. Đó. Khi mà chúng ta nấu chắc chắn là chỗ này nó sẽ nở ra và loại cái cùi ở trong này ra để chúng ta có thể ăn được ha mọi người ha. Phải chà cho kỹ mọi người ơi, chứ không thôi là ăn vô nó có nhiều cảm giác lạ lùng lắm. Cái đó là bạn giải cho chân với ba con chứ. Trời. Giải cho chân ba con mới chà sáng á. Để đâu cũng vào đấy con ơi. Này hồi chú Hiếu cũng rửa lại mà. Cả nhà tài mà phụ nữ không mà không ai làm hết. Chỉ có một mình Dân làm. Món ăn này hôm nay làm cho ai ăn? Sẽ lấy ra nha. Bây giờ nãy giờ ngâm cũng lâu rồi. Giờ phải bóc em nó ra. Lấy ra, rớt vào rổ.
để chúng ta xào lên. Nhưng thôi lát nữa mấy em ngâm ớt lâu quá mấy em chết. Một đống bơ, một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn. Chị Dân rất là thích cái công đoạn mà bỏ tỏi vào dầu như thế này, tại vì khi mà phi lên như vậy thì nó rất là thơm, tại vì mình cái cảm giác rất là dễ chịu. Chị Dân rất là thích điều này. Thường thì với 6-7 con tôm, chị Dân sẽ cho vào 1/3 bịch sữa tươi, sẽ trộn lẫn vào nhau tạo ra một cái nước sốt rất là béo nha. Về đi em, đêm khuya lắm rồi, ngoài kia đâu có vui gì. Về đây khi trong anh vẫn chưa quên đi, với anh em là tan cá. Rồi muôn mãi khi em vấp ngã, lòng anh vẫn sẽ thứ tha bởi anh hiểu mà. Nhưng xin em đừng đi quá xa. Thành quả của ngày hôm nay của Di Dân, mọi người thấy thế nào? Có cần Di Dân quay review từng món ăn không cho mọi người thèm chơi không? Không hả? Vậy thôi, chuyên mục món ăn khi mà về quê của Di Dân hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình thì Di Dân sẽ hẹn quá. Di Dân xin chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ, và nhớ subscribe kênh của Di Dân để đón xem những cái clip mới nhất về nấu ăn của Di Dân nha.